Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với BT nha. Hôm nay mình sẽ quay kỹ, quay cận cảnh những cái con mà Beta Hatmull 22k một con cho mọi người xem nha. Đồng giá 22k nha. Cần thì liên hệ Zalo là 0706798211 nha. Đây. Đây là một em màu xanh nè. Đây mình quay ngang cho mọi người xem luôn nè. Rất là đẹp luôn nha. Đây là màu vàng. Đây là một em xanh mà pha tí xíu vàng. Đấy. Em này cũng có viền vàng nữa nè. Em này màu hồng nè. Màu hồng khá là đẹp. Đó. Cho ai thích màu hồng nha. Quá đã luôn. 22k một con thôi. Đồng giá 22k. Màu sắc rất là đẹp luôn. Đồng giá 22.000 một con nha. 22k một con. Con này khá là sung, nhả bọt nhóc chân. Ưng con nào thì chụp hình con đó lại và gửi qua Zalo cho mình nha, để mình gửi đi nha. Và lưu ý kỹ giúp mình là mình gửi đơn từ 100k nha. Tức là tổng giá trị cá là 100k đó, thì mình gửi. Còn mà hấp quá thì mình không có gửi được. Ví dụ như cái này 22k một con đó, thì mọi người đặt giúp mình ít nhất là 5 con nha. Ít nhất là 5 con nha, mình mới gửi đi được nha. Đó, 22k một con thì mọi người đặt ít nhất là 5 con giúp mình thì mình mới gửi đi được. Đây mình sẽ quay cận cảnh từng con cho mọi người xem nè. À, quá đẹp luôn. Những dòng đuôi dài này rất là thích hợp cho mọi người trưng trong văn phòng, trong phòng ngủ nè, hoặc là phòng khách. Nói chung là trưng là rất là đẹp luôn. Không có gì đẹp bằng dòng này. Dòng này trưng cảnh là rất là đẹp. Vì đuôi nó còn phát triển nữa nha. Đuôi nó còn bung rất là bự nữa. Đuôi nó còn bung bự nữa. Đây mình cảm thấy con này khá là đẹp nè. Con nãy mình nói nè, một xíu màu vàng. Cho cái ly nó hơi dơ xíu, mọi người nhìn thông cảm nha. Đó, quá trời bộ đuôi luôn. Chỉ có 22k một con thôi. 5 con cá chỉ có 100k thôi. Đó, 5 con cá chỉ có 100k thôi. Hơn 100k một xíu thôi là mọi người đã sở hữu được 5 con cá luôn. 5 con thì nó rơi vào khoảng 110 đó. 5 con thì nó rơi vào khoảng 110k là mọi người đã sở hữu được 5 con như thế này nha. Đó, xin nhắc lại là 5 con chỉ có 110 thôi. 110k mà được 5 con nha. Và phí ship mặc định của mình đó là 30k nha. Mặc định là 30k nha. Và có thay đổi gì thì mình sẽ thông báo. Đấy. Hôm nay mình sẽ quay từng con cho mọi người xem. Ưng con nào thì chụp hình con đó lại và gửi qua Zalo cho mình để chốt đơn nha. Ưng con nào thì chụp hình gửi qua Zalo để chốt đơn nha. Giao hàng tận nhà toàn quốc nha. Giao hàng tận nhà toàn quốc. Kể cả ngoài đảo mình vẫn giao nha. Ngoài đảo mình vẫn ship nha. Con này quá trời nhả bọt nè. Rất là sung luôn. Ngoài đảo mình vẫn ship bình thường.
và nhận hàng rồi mới trả tiền nha, nhận hàng rồi mới thanh toán nha. Rất là dễ cho mọi người chơi. Như các em không có tài khoản ngân hàng á thì không cần phải chuyển khoản ấy, cứ nhận cá đi rồi trả tiền. Hàng Meta thì mình chấp nhận, mình gửi được, gửi code cho mọi người được. Vì có một số em thì vẫn còn nhỏ nè, hoặc là chưa có làm thẻ ngân hàng được nè, đấy thì mình gửi code thì mọi người dễ nhận hơn, nhận cá rồi trả tiền thanh toán trực tiếp nha. Đấy, có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Wow, em này khá là đẹp này, viền trắng nha, viền trắng trong suốt nha, nhìn nó giống như cá tươi, nhìn nó giống như đuôi tươi, thực ra là cái viền đuôi nó màu trắng trong suốt. Con này ấn tượng đấy, đẹp đấy. Hàng này mà trưng bày thì thôi rất là đẹp, do là cái shop của mình nó cũng gần lộ cho nên là xe đi lại hơi nhiều, mọi người thông cảm nhé. Con này cũng đẹp này. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người ngắm cá, mọi người thích con nào mọi người chụp màn hình lại và gửi qua Zalo nha, mình sẽ ship một lần từ 5 con nha. Zalo là 0706798211, 0706798211 là Zalo của mình, hoặc là vô trang cá nhân của mình có Facebook, Zalo cũng như là YouTube luôn á. Mình cũng có một trang YouTube cũng tên là BHP, mọi người cứ gõ BHP rồi nha, ba chữ thôi. Đỏ đen nha. Mấy em này cho mình chưa có chăm nước lá bàn á, chăm nước lá bàn vô là rất là sung nha. Wow, em này xịn nhé, em này xịn này, màu đẹp quá ta. Rồi mình quay cơ bản là bao nhiêu đó thôi ha, với vòng vòng thì nó nhiều quá, nhiều quá, mình mà quay hết cái này thì nó lâu lắm. Thì mọi người thích những em nào thì mọi người cứ chụp hình lại, chụp hình lại em đó và gửi qua Zalo cho mình. Đây mình quay sơ lên một lần nữa nè, để mọi người nhìn rõ hơn nè. Đấy, ưng em nào thì cứ bấm đứng video lại và chụp hình em đó giúp mình, chụp hình em đó giúp mình, rồi mình sẽ bắt em đó và gửi đi cho mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ quay sơ qua, quay chậm qua nè, mọi người xem, rồi mọi người ưng em nào thì bấm đứng màn hình lại, bấm đứng màn hình lại và chụp hình em đó nha, chụp hình em nó và gửi qua Zalo cho mình. Mình sẽ li qua một lượt luôn. Ưng em nào thì nhớ chụp hình lại nha, chụp hình lại rồi gửi qua Zalo cho mình để chốt đơn. Em này màu xanh ngọc khá là đẹp luôn. Đó, màu xanh ngọc khá là đẹp luôn. Nhớ ưng em nào thì chụp hình lại nha, chụp hình lại và gửi qua Zalo cho mình để chốt đơn. Đấy, em này đẹp quá nè, em này dậy bóng luôn, dậy sáng bóng luôn. Rồi đó là tất cả cá hát mùn của mình có hiện tại. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Nhờ có lên dòng cá gì thì mình sẽ đăng lên những trang cá nhân của mình. Mọi người theo dõi và nhấn follow cũng như like video ủng hộ mình nha. Follow và like video ủng hộ mình. Mua cá càng nhiều mình sẽ tặng quà càng nhiều. Đó. Mọi người mua đơn càng cao thì mình sẽ tặng càng cao. Giống như cái đơn 200, 300 hôm bữa. Có cái đơn 300 mình tặng luôn con cá lóc ấy. Con cá lóc chỉ giá tới 50 á. Đó. Và các đơn nhỏ nhỏ mình vẫn có tặng thêm, tặng quà nhỏ nhỏ cho mọi người nhé. Đơn nào mình cũng tặng quà hết trơn á. Đó.
mọi người cần cái gì thì cứ liên hệ mình nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye nhé.